Hello tất cả các anh em đến với channel của mình là Crazy Life này. Thì như các bạn nào hâm mộ game Blood Blood biết các bạn thì các bạn biết thì trong game này nó chỉ có một loại haki vũ trang thôi đúng không các bạn? Nhưng hôm nay acc của thằng em mình nó đã lụm được cái haki toàn thân các bạn. Mình mới đi vòng vòng với đỡ tân thủ mà nó phát hiện ra với cái haki toàn thân mà mình đã xài được cái haki toàn thân các bạn. Ok, thì mình sẽ review cho bạn trước cái haki vũ trang ha. Đây các bạn thấy haki vũ trang thì nó sẽ làm cái tay các bạn màu đen như đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ bật haki toàn thân lên cho các bạn xem nha. Ok, các bạn đợi mình một xíu nha. What? Đó. Ok, thì mình đã bật haki toàn thân rồi đó các bạn. Haki toàn thân này đương nhiên sẽ mạnh hơn haki bình thường các bạn, nó có thể quýnh, nó vẫn có thể quýnh được mấy mấy thằng xài trái hệ Lucia ha. Thì cái haki toàn thân này cũng giống như là haki toàn thân ở trong game Steve Winby hồi đó thôi. Thì đó, đó là cái haki toàn thân của em mình. Ồ, nó đang xài cái gì đây? À, trái của rau trắng các bạn. Hổm gà nó không có cài, nó khá là phế các bạn. Ok. Mày phải quýnh boss bằng cái cách vừa 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 lướt lên vừa quýnh đúng không? Quýnh vậy là mạnh lắm á. Nên như cái chiêu này mạnh thôi, thấy cái chiêu này phế mạnh thôi đi. Thì ok các bạn. Đó là cái haki toàn thân ha. Ok, thì cách nào để có được cái haki toàn thân này thì rất là đơn giản thôi các bạn. Thì đầu tiên á các bạn chỉ cần ra ngoài và các bạn chỉnh tháo hết quần áo các bạn ra và chỉnh cái skin của bạn thành màu đen vậy nè. Thực ra là cái skin màu đen các bạn có thể thấy cái tay mình không, nó chuyển màu đó bạn. Haki là nó màu cũng màu đen nhưng mà nó có bóng hơn, nó bóng, nó có thể phản chiếu lại xung quanh các bạn được, các bạn thấy không? Các bạn có thấy cái hình bầu trời cho nó nè, nó thật ra nó đó đó chính là cái haki vũ trang toàn thân của mình đó các bạn. Ok, thì nếu như các bạn thích video này nhớ là like, share, subscribe channel mình nha. Thì cách này các bạn có thể dùng để troll những người bạn, các bạn rất là vui đó, nói là ồ, bố mày mới mới làm được cái haki toàn thân nè, nó mày thấy bố mày mạnh không? Thì đó, nó chính là cái cách để có được haki toàn thân. Ok, bây giờ thì tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye. Ok, chụp bức hình hả?